hôm nay tôi đi trải nghiệm thực tế cây nhờ BC tin tin bờ của combo vô. Cái này bắt đầu thanh dẻo nên là phong cái nó đi. Okay. 9 trên 10. Cái này đập ngon nhưng mà nặng đầu quá. 8 trên 10. Cái này nặng đầu quá, tạo không nổi. 5 trên 10. Cái này nặng đầu quá, tụ không nổi, bỏ. Còn cái lại nặng đầu, thiên công, đuối dẻo, trợ lực, giá, rẻ, hợp cho newbie, phải tấn công. Okay.